Xin chào các bạn, mình là Muối Vương đây. Nay mình sẽ bày cho các bạn một cái tip. Cái tip này có nghĩa là cái mẹo nhỏ nhỏ thôi. Các bạn cuốn cái dây băng dính điện này vô này. Băng dính điện này cuốn xung quanh cái cần số này. Nếu các bạn nào không mua được cái cần số khác mà để dẫm sang này để đi giày á, thì cái này nó sẽ giúp anh các bạn một chút về cái vấn đề là nó không bị ám ám đen nữa. Nhưng mà mình đi những cái đôi giày sport, giày thể thao á, giày thể thao Beatit Nice hay là gì gì đó, thì nó sẽ bị ví dụ màu sáng chẳng hạn, nó sẽ bị ám màu đen đen của cái cao su. Khi mà mình dán cái này thì nó sẽ là tiết kiệm nhất, hiệu quả nhất, và nó đỡ cho việc bị đen. Và mình không 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 nói là nó đỡ cái việc bị móp đâu nhá. Nhưng giày thể thao ấy đa số nó bị đen nên mình cảm thấy nó ghét ghét vì nó bị bẩn á, bị bẩn bẩn một chút. Và đây là cái cách mình làm và nó khá là hiệu quả. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Có gì mình gặp lại nhau sau.